hôm nay tụi mình đã có 12 tiếng du lịch bụi ở Vũng Tàu, quá là vui. Mặc dù cũng có nhiều lúc hơi bất ổn một chút. 11 giờ tối hôm trước. Hello các bạn, mình đang suy nghĩ những món mình muốn ăn khi đến Vũng Tàu. Đó là bánh khọt, các loại ốc, hủ tiếu mực và bánh bông lan. Sau đó mình đã lên Google Maps để tìm những quán có lượt đánh giá cao và ghi chép địa chỉ vào, chứ mình không có nhớ được. 9 giờ sáng ngày 7 tháng 10. Và hôm nay mình sẽ mặc cái đầm màu hường này. Mình mua nó được 10 năm rồi đó mọi người, mà mới mặc có một lần à. Và đeo cái vòng của bạn fan tặng, bởi vì mình thấy nó quá là hợp với cái đầm. Chuẩn bị thêm một ít đồ dự phòng nữa và đi thôi. Cái bà nhỏ này hôm nay được nghỉ học để đi chơi nè, nên nó đang rất là sung sướng. Hôm tụi mình đi là thứ bảy nên đường cũng khá là đông. Bên kia là nhà thờ giáo xứ Song Vĩnh, rất nhiều bạn đang ghé vào check in chụp hình sống ảo bởi vì nó quá là đẹp. Đầu tiên tụi mình sẽ vô đây, cái chỗ mà chồng mình mua xe ô tô, bởi vì một mục đích chính ngày hôm nay là đi bảo trì xe. Tuy nhiên thời gian làm chỉ mất khoảng 1 tiếng thôi, và sau khi làm xong thì hai vợ chồng mình sẽ dẫn hai đứa nhỏ ra biển chơi. Đây là phòng chờ và trên bàn đang có rất là nhiều kẹo, muốn ăn bao nhiêu cũng được. Ngoài ra còn có bánh, cà phê và nước lọc nữa. Chồng mình đang làm việc với bạn nhân viên tư vấn bảo dưỡng. Còn con khỉ Nguyên đang làm cái gì vậy, ghê quá hả? Ngồi chờ cả tiếng thì cũng hơi chán, với mình sợ đống kẹo trên bàn sẽ bị biến mất bởi hai đứa này, nên tụi mình sẽ đi bộ qua kia xem có gì hay ho không. Cả nhà mình đang dìu dắt nhau qua đường, ai cũng rất là sợ bởi vì không có đèn xanh đèn đỏ mà chỉ có một cái vòng xoay rất là to, và đã qua tới nơi an toàn. Em bé thì đòi vô đây chơi thú nhún, một vé là 55.000. Sam thấy chỗ này nó hơi nhỏ, mình mới phát hiện ra ở đây không cho quay phim. Còn Thảo Nguyên thì muốn tô tượng, tượng ở đây đồng giá 79.000 mà nó nở lòng nào chọn một em Cinnamoro khá là nhỏ so với những bức tượng bên đó. Bà đang pha màu mà cái tượng này Sam thấy cũng đỡ tố màu lắm, tại vì người con này là màu trắng và nó đang ngồi trên một cái hành tinh kiểu như rất là tươi tốt, nên Thảo Nguyên đã tô màu xanh lá. Và sau 40 phút trôi qua thì cái tượng vẫn chưa tô xong nữa. Chiếc xe đã được bảo trì xong sớm hơn dự kiến nên tụi mình phải đi, lát nữa về nhà tô tiếp. 11 giờ 55 phút, giờ mình sẽ đi ăn. Trước mặt tụi mình là cầu Cỏ Mây, từ đây đến trung tâm thành phố Vũng Tàu chỉ còn khoảng 20 km. Còn xa xa đằng kia là tượng Chúa Giang Tay, nhưng mình chưa leo lên đó lần nào cả. Và cuối cùng tụi mình đã ra tới biển rồi, cảm giác rất là thích luôn á mọi người. Ở đây có một cái công viên icon độc đáo với 20 biểu tượng cảm xúc khác nhau. Trời ơi nhìn dễ thương lắm, mà sao không thấy ai chụp hình sống ảo vậy ta. Cười nhe răng, khóc hu hu, cười mỉm chi, tức giận. Rồi cái này là giả bộ ngu hả. Và trưa nay thì tụi mình sẽ ăn ốc. Quán này có view biển nhưng mà giá bình dân chứ không có mắc. Sam đã ăn ở đây một lần rồi. Tụi mình sẽ tự ghi món, sau đó gọi nhân viên tới lấy, bởi vì quán cũng khá là đông. Tuy nhiên có hai món đã hết, đó là sò dương và ngao hai còi. Lần này ghé lại ăn thì Sam thấy quán bị một cái điểm trừ, đó là đồ ăn mặc dù mới đem ra nhưng mà nó không còn nóng nữa. Còn cái phần nêm nếm thì Sam thấy ngon, hợp khẩu vị. Nguyên khá bị ngon. Đó là lý do vì sao Thảo Nguyên ốm nhom ốm nhách, cũng nhiều đồ ăn mà nó chỉ ăn mỗi cơm chiên Dương Châu với mấy miếng mật thôi à. Và sau 30 phút thì đây là bãi chiến trường. Nguyên đang nặng mụn lưng này nha. Nó đang nặng mụn lưng cho mình. 476.000 quá là rẻ cho một quán view biển. Yeah, mình đã hoàn thành được mục tiêu đầu tiên trong danh sách này. Lúc đi ra mình thấy một cô bán nhãn xuồng nên mình đã mua 1 ký ủng hộ. Bây giờ đang là 1 giờ 43 phút. Nhìn trời thì không nắng nhưng mà rất là nóng, ngoài biển mà không có gió. Và tụi mình thì đang chưa biết làm gì tiếp theo. 13 giờ 47 phút. Tiết mục review nhãn xuồng Vũng Tàu. Đây là một đặc sản ở Vũng Tàu, đặc biệt cái cơm nó rất là dày và vàng. Khi ăn vào thì nó thơm hơn nhãn xuồng bình thường. Còn về độ ngọt thì Sam thấy như nhau. Hồi nãy Sam mua 1 ký là 60.000, chưa trả giá mà không biết là có trả được không nữa. Đây là công viên bãi trước. Bây giờ tụi mình sẽ dừng lại và cho hai đứa nhỏ xuống đây chơi. Trong đây có nhiều đồ để chơi lắm, xích đu, cầu tuột, rồi rất là nhiều luôn. Tới lượt Sam chơi thì ngồi chưa nóng đít, trời đã mưa mất tiêu rồi. Mà như vậy cũng tốt, bây giờ Sam sẽ cho bà nhỏ này đi ngủ. Bình thường đi học trên trường á là 11 rưỡi cô bắt đi ngủ rồi, mà hôm nay đi chơi với ba mẹ 2 giờ rưỡi mới được ngủ, nên nó ngủ rất là nhanh. Đây là bức tượng Cinnamoro của Thảo Nguyên, cũng sắp hoàn thiện rồi, chỉ còn một chút xíu nữa thôi. 14 giờ 46 phút. Hiện tại trời đã tạnh mưa và mình đang rất là thèm ăn bánh bông lan nên đã kêu anh yêu chở qua đây. Cái tiệm này mình coi trên Google Maps thì thấy mọi người đánh giá là bánh mềm, để tủ lạnh cũng không bị cứng. Cái kiểu nó nhỏ nhỏ giống bánh thuẫn, phía trên có một cục trứng muối và khi ăn thì mình rắc trà bông lên. Đây là bánh bông lan trứng muối trà bông mini. Có một cục trứng muối nhỏ nhỏ đây nè mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn thử. Ngon.
có lẽ bây giờ tụi mình nên dừng xe lại để xuống ngắm cảnh biển, bởi vì thời tiết đang quá là đẹp. Vũng Tàu là một nơi có rất nhiều kỷ niệm đối với Sam. Mọi người biết không, lúc mới quen ông này được 4 tháng, 5 giờ sáng ổng đèo Sam đi Vũng Tàu bằng cái con Air Black màu trắng. Thì cái hôm đó đi chơi rất là vui, tới 7-8 giờ tối là ổng chở mình về nhà chứ không có ngủ lại. Lúc đó còn trong sáng nha, chưa có làm gì bậy bạ hết. Cái qua hôm sau ổng nhắn tin chia tay, ta nói khóc quá trời khóc luôn mọi người. Mà cái ông này là mối tình đầu của mình luôn, nên lúc đó mình rất là ngây thơ, làm bù lu bù loa thấy ghê lắm. Cảm giác thất tình nó kinh khủng lắm mọi người. Cái tự nhiên mình nhận được tin nhắn là anh giỡn, anh thử lòng, cay cú ha. Ghét, đeo tới bây giờ luôn. Nhìn như thế này mọi người có thấy được một cánh đồng quạt gió ở bên kia không? Để Sam zoom lên nha. Wow, rất là nhiều luôn á. Có bạn nào biết bên đó là cánh đồng quạt gió gì không? Comment cho mình biết với. Hai bà này đang thò đầu ra để hít vitamin C. 16 giờ 10 phút. Đây là bãi sau Vũng Tàu, bãi tắm dành cho khách du lịch nên nó có ghế ngồi và dù. Cũng là nơi Thảo Nguyên mong chờ nhất từ sáng đến giờ để được quẩy. Tuy hôm nay là thứ bảy nhưng bãi biển cũng khá là vắng người. Không biết là do năm nay kinh tế buồn hay là mọi người rủ nhau đi Phan Thiết hết rồi. Thảo Nguyên đang làm gì đó? Chắc đang đi bắt những con dã tràng tìm những cái vỏ ốc. Đối với mình thì nó xàm nhưng mà con nít như vậy là nó thấy vui rồi. Và Thảo Nguyên đã thu nạp được một đệ tử, đó chính là em bé. Dân chơi thứ thiệt đây nè mọi người, không mang quần áo mà con nhỏ này nó rủ lên sao nhảy xuống tắm luôn. Hello các bạn, mình là Sam, năm nay mình 29 tuổi và mình đã có hai đứa con. Hiện tại mình đang cảm thấy rất là cô đơn bởi vì mình đã bị bỏ rơi, bị hai đứa kia nó cướp chồng rồi. Ba cha con nó đang chơi sóng biển, nhìn vui quá à. Tranh thủ ở đây đang có nhiều người mình PE tên tuổi một xíu, không biết có ai nhận ra tên mình không. Bên kia là bãi dứa, đa phần người dân sẽ tắm ở đây, còn có một cái vòi nước ngọt miễn phí nữa. Còn ở bãi sau, cái chỗ hồi nãy tụi mình chơi á, không có vòi nước ngọt miễn phí nha, nhưng có một cái nhà tắm dịch vụ và mất 25 cành một người, và còn mất thêm tiền đậu xe nữa, mặc dù là chồng mình đậu xe ngoài đường. 17 giờ 55 phút. Bây giờ tụi mình sẽ đi ăn tối. Địa điểm là một quán bán hủ tiếu mực khá là nổi tiếng ở Vũng Tàu. Hồi nãy chạy ngang qua quán cũng không tính vô đâu, tại vì thấy nó hơi vắng mà hôm nay là thứ bảy nữa. Nhưng đã đánh liều và cái kết. Ê, nhìn hấp dẫn nha, một tô như vậy là 79.000, được hai con mực, một cục thịt viên và 2-3 trái trứng cút gì đó. Còn tô của Thảo Nguyên có thêm hai con tôm nữa là 89.000. Và Sam thấy từ hình thức đến nội dung đều rất là ngon. Yeah, vậy là hôm nay Sam đã hoàn thành được 3 mục tiêu trong danh sách này. Còn bánh khọt thì phải để dành dịp sau rồi. Có bạn nào biết quán bánh khọt nào bán ngon không? Comment cho mình biết với. 18 giờ 54 phút. Hồi nãy Thảo Nguyên có thấy một cái xe bán kem gần đây nên tụi mình đang đi bộ qua đó. Ở đây có bán kem, các loại nước và có cả đồ ăn vặt nữa. Trước khi về thì tụi mình đã quất mỗi đứa một ly kem và thêm một phần đồ ăn vặt nữa. Tuy là bán ngay bãi biển nhưng mà ở đây không có chặt chém. Kem thì 25.000 một ly, còn đồ ăn vặt một phần như vậy là 50.000. Bị cái là nó hơi dở, kiểu cá viên, bò viên, xúc xích nó không được chất lượng á mọi người. Nhưng tụi mình đã cố gắng ăn hết chứ bỏ đi thì quá là uổng. Một ngày ở Vũng Tàu. Một ngày ở Vũng Tàu luôn. Quá là vui. 20 giờ 30 phút. Việc đầu tiên khi về đến nhà là mình sẽ đi tắm. Bye bye Vũng Tàu và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.